Mỗi năm cứ đến ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, những phóng viên, chiến sĩ của Công an thành phố Đà Nẵng lại có dịp cùng nhau ôn lại biết bao kỷ niệm buồn vui, trăn trở, những cảm xúc rất đỗi đặc biệt của những chiến sĩ công an mang trên mình trọng trách của người phóng viên. Với họ được cống hiến và gửi trọn tâm tư, nhiệt huyết của mình vào những tác phẩm báo chí mang đậm hơi thở cuộc sống là một niềm hạnh phúc lớn lao, góp phần cùng toàn lực lượng Công an thành phố giữ gìn bình yên và hạnh phúc cho nhân dân. Gần 15 năm làm công tác phóng viên tại chuyên đề báo Công an thành phố Đà Nẵng, Thiếu tá Trần Công Khanh vẫn không thể nào quên được những khó khăn của buổi đầu vào ngành viết báo. Bằng tinh thần ham học hỏi và sự đoàn kết của cả tập thể, anh đã dần trưởng thành và là một trong những cây bút chủ lực chuyên viết những vấn đề gai góc trên lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Với Thiếu tá Trần Công Khanh, mỗi lần xuống địa bàn cơ sở là một lần thêm hiểu về những khó khăn, gian khổ của anh em cán bộ chiến sĩ. Rất là nhiều cái sự kiện hoặc là nhiều cái vấn đề mà mỗi khi đặt một việc một bản tin hoặc là đưa chụp một bức ảnh mình rất là trăn trở, thậm chí là mình thậm chí có những câu chuyện là mình rất là đau xót. Đó là những cái câu chuyện về những cái mất mát, những cái thiệt thòi của lực lượng công an trong quá trình chống lại cái xấu, cái ác để bảo vệ người dân. Ngoài việc là một phóng viên tác nghiệp bình thường thì mình phải có cái bản lĩnh của người chiến sĩ công an nhân dân là luôn luôn là có ý thức về cái việc bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền và đưa những cái nguồn thông tin cực kỳ chính thống đến với quần chúng nhân dân. Điều này nó góp phần giống như là một cái thông điệp của ngành công an đối với cái mặt trận giữ gìn an ninh chính trị và giữ gìn đảm bảo an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Truyền hình An ninh Đà Nẵng, một chuyên mục được nhiều khán thính giả gần xa yêu mến. Nhưng ít ai biết được rằng, để có những chương trình hấp dẫn lôi cuốn, phản ảnh mọi mặt an ninh trật tự nổi bật của công an thành phố và công an các đơn vị địa phương, đòi hỏi mỗi phóng viên, biên tập viên phải đổi mới từng ngày. Khó khăn, vất vả khi đồng hành với các đơn vị nghiệp vụ, theo dấu đối tượng hình sự ma túy, chứng kiến sự hy sinh của đồng chí đồng đội, càng hun đúc trong lòng những phóng viên chiến sĩ của công an thành phố niềm đam mê với nghề báo. Bất kể lúc nào, họ luôn trong tư thế sẵn sàng lên đường tác nghiệp. Các chuyên án mà phòng cảnh sát hình sự công an thành phố xác lập và đấu tranh thì cũng được sự quan tâm của các đồng chí trong cái việc thu thập các cái thông tin, các cái dữ liệu, các cái tài liệu có liên quan nhằm mục đích là tuyên truyền, vận động đến quần chúng nhân dân trong cái việc là tố giác tội phạm cũng như nâng cao cái ý thức phòng chống tội phạm. Đặc biệt là các đồng chí đã không ngại cái sự gian khổ ngày đêm, có những đêm hôm thì các đồng chí cũng đã rất là nhiệt tình đồng hành cùng với chúng tôi trong cái công tác mà truy xét, triệu tập, bắt giữ đối tượng cũng như là trong cái việc khám xét, thu giữ những cái đồ vật tài liệu có liên quan trong các cái vụ án. Các đơn vị như báo Công an phường Đà Nẵng, truyền hình an ninh Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Công an phường Hạ Châu Một làm rất tốt cái việc mà tuyên truyền cái mục đích, ý nghĩa của việc mà xây dựng Công an phường lên cái mẫu, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, giúp người dân nắm bắt hiểu và tạo điều kiện thuận lợi để mà Công an phường tham mưu Công an phường xây dựng Công an phường lên hình kỷ mẫu. Với số lượng cán bộ phóng viên khiêm tốn, thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng lúc, tác nghiệp ở nhiều địa bàn rộng lớn, đòi hỏi một cán bộ chiến sĩ phải đa năng tất cả các khâu để cho ra được một sản phẩm báo chí hoàn chỉnh, chân thực, mang đậm hơi thở cuộc sống. Bao năm qua, gia đình ông Hồ Sĩ Hoàng và bà con khu vực tổ 22 phường Mỹ An của Ngô Hành Sơn vẫn giữ thói quen bật TV vào mỗi tối thứ sáu hàng tuần để theo dõi chuyên mục truyền hình an ninh Đà Nẵng. Gia đình tôi cũng như là bà con ở khu phố Dung Lý Đan Thượng này thường xuyên mong đến ngày thứ sáu và tối đó để thêm chương trình Vì An Ninh Tổ Quốc, An Ninh Đà Nẵng. Một chương trình rất là bổ ích, đem lại có nhiều hiệu quả với an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy cho bà con trong khu dân cư. Chúng tôi rất mong muốn chương trình này càng ngày càng phát triển và đem lại hiệu quả nhất đi vào lòng dân. Và cái thiết thực nhất là cuộc sống của dân được bình yên. Và đề nghị chương trình có nhiều bài phỏng vấn nhiều hơn nữa, thực tế của cả tại địa phương trong thành phố mình. Trải qua từng năm, số lượng tác phẩm báo chí của Công an thành phố Đà Nẵng đạt giải ngày một nhiều, như khẳng định sự quyết tâm, nỗ lực của lực lượng phóng viên Công an thành phố trên mặt trận tuyên truyền đầy cam go thử thách. Một dòng tin được lan tỏa, một hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an thành phố đến gần hơn với nhân dân là động lực giúp cho đội ngũ phóng viên Công an thành phố thêm vững tin, bản lĩnh, cống hiến nhiều tác phẩm hay đến với đông đảo quần chúng nhân dân.